6 món quan trọng trong giỏ đồ đi sinh mẹ đã biết. 1. Kem bôi đầu ti Medela, mẹ dùng suốt trong thời kỳ nuôi con sữa mẹ của mình, giúp làm mềm và giảm nứt nẻ đầu ti khi con ti sai cách. 2. Hút đầu ti được sử dụng khi mẹ có đầu ti ngắn thuộc vào trong, con không thể ti mẹ được. 3. Men vi sinh EAC Cobaby, đây là dòng men được nhập khẩu, được cấp phép bởi Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế với công dụng hỗ trợ bổ sung enzyme lactase, giúp làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do không dung nạp lactose. 4. Muối tám thảo dược Herbo, giúp lấy đi những chất nhờn nhầy trên da em bé, giúp làn da của bé mềm mịn thơm vương phức, hay rôm sảy mặn ngứa, ham tả, giúp con ngủ ngon và sâu giấc hơn. Mùi thơm từ tràm gió giúp em bé của mẹ luôn thơm mát. 5. Vitamin AD, giúp con có đôi mắt sáng tinh anh, và D3 giúp xương và răng chắc khỏe. 6. Viên uống lợi sữa cỏ cà ri, có tác dụng kích thích khả năng tiết sữa của mẹ, từ đó đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho bé yêu phát triển toàn diện, giúp mẹ nhanh về sữa giàu dinh dưỡng cho con tu ti.